thật sự như là mình chia sẻ lúc nãy rồi đấy, thì ai cũng đều có công việc mà cũng đều bận bịu cả. Sắp nhỏ nó bận bịu thì mình thông cảm cho chúng nó thôi, nhưng không phải là cái người mà mình cũng chẳng có thời gian để mà suốt ngày cứ lúc nào cũng ơi ơi tất cả các bạn nhỏ của mình cả. Chỉ là lâu lâu thấy được là có một sự thành công nào đấy, rồi giải thưởng, là cái người đầu tiên là các bạn nhỏ khoe với mình đầu tiên là mình cảm thấy mình vinh hạnh, mình thấy mình vui lắm, giống như là cái công sức của mình và cái tâm huyết của mình và cái tình cảm của mình dành cho các bạn thì các bạn luôn luôn nghĩ tới mình đầu tiên. Rồi gì nữa nhỉ, cũng nói gì nữa quên hết rồi. Em hỏi chị thêm là sau những cái việc mà nó không đáng được xảy ra giữa thầy và trò, thì có những cái học trò lớp tiếp theo ấy, thì chị có cố gắng hết sức. Thực sự Minh cần Minh nhớ lại của chị. Minh nghĩ là chưa bao giờ có xích mích cả, bởi vì xích mích là phải tự tạo ra từ hai phía và phải có cái sự tranh luận từ hai bên, đúng không? Nhưng mà Minh hầu hết là Minh chỉ thấy rằng là thực sự là báo chí cũng đã quá yêu mến và quan tâm về vấn đề này. Còn thì ở giữa hai người thì Minh chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này cả. Cho nên là Minh không thể nào mà được tính là một người trong cái vụ xích mích được. Còn thì học trò về sau này, hiện tại bây giờ như này, có như vậy hay không thì thôi mình phỏng vấn hơn trực tiếp học trò đi.